rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ý thế, chỗ nào mà nó ghi là in ấn thế thì bảo nhé, nếu nào để biết thì bảo. Đi đường thì thấy cái chỗ nào đi là quán này in ấy, in các thứ ấy, in full các thứ thì bảo biết. Kiểu như vậy mà vào hỏi, hôm nay không hỏi. con lên sau á. Có con đâu từ đã không? Không. Ôi, cô có biết cái dốc kia là cái dốc gì không? Dốc gì? Dốc gì vậy? Không. Biến đỏ sao nhỉ? Không phải. Số được cấp xe. Ví như là cái ấy kia được cấp xe được. Con ngồi được sao? Con ngồi sao không được? Con đi xuống đi. Con đi xuống đi để bố đi xuống bên này. Cái đồ nặng cho vào được này. Tin đứng thoải mái không con? Đứng thoải mái. quá. Quá rồi. Đến chưa? Tổng đây à? Cổng nhà đây sao mà nhiều quá? Chưa chết chưa? Thì nó không chặn đây kia á. Nó về đây à? Cổng ở nhà. Chưa chết kìa, anh nhìn chưa? Trên đây chưa? Chưa, có chỗ để nha con. Làm sao? Đi đâu đây? Cái bên này. Tin tắt cái quạt này cho bố. Đi mát này, tắt quạt đi. Tắt quạt đi. Xem này. Trồng rau thì mới đầy như thế này. Dưa. Dưa. Kiểu con này á. Kiểu dạng kiểu dưa. Ngồi yên thẳng con. Hay cả ra đây. Tanh nhỉ? Đi đường này về sau ra đường nào ấy? Sao này không như điện à? Không, tin ơi, đừng có say sửa làm cái gì. Hả? Bản tin ngồi yên mà. Xe ô tô ở đây. Ở đây nhiều nhà ô tô nhỉ. Tao đi đâu nào đấy? Đây trong đi như nào nhỉ? Qua lối nào hơn? Đi nào hơn? Bây giờ đổ bê tông lên trên này. Thì nó bay vào mắt đấy. Còn đường quá. Đường này đi cái gì đây? 66 tiếp dưới em ạ. Ở đây á? cô vòng đây thì quay lại. À bên đó đây hả? Để thái nhìn nhau. Lên kìa. Em biết đâu à? Hỏi. Xà lan dài thế. Bố về đấy, có đi về không? Ôi, đợi cô với. Đợi cô với làm gì đấy? Con may con gặp được xe. Xe anh nhận được xe. Xe bố này có không kịp được. Cây lộc vừng à? Có hoa rụng rồi. Duyên thật. Chưa? Họ đang ôm bố đây. Nhà xuống đây luôn đúng không? Tối quay lên không đẹp, không thấy gì đâu, rung hình. Làm mới lại nhỉ. Xưa cuối cùng đi đường này là nó còn hỏng hết rồi. Thì về tí cho cái xoay. Thôi tao về đây, tao về tao đi học. Chắc chú đi thể dục trên đê rồi ạ.